Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận thắng đậm Campuchia với tỷ số 7-0. Đó là trận thắng thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam. Trận đầu là thắng Campuchia 2-1. Qua đó, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết. Chúng ta cùng xem lại diễn biến một số tình huống của trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Campuchia diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2022. Phút thứ 6 của trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở tỷ số của trận đấu. Đội tuyển nữ Campuchia là một đội tuyển bóng đá có thể nói là yếu nhất bảng trong kỳ SEA Games lần này. Và khi gặp đội tuyển nữ Việt Nam, các cầu thủ nữ Campuchia đã không thể chống cự được lâu. Ngay phút thứ 3 là tỷ số đã được mở và đến phút thứ 57 của trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam có một pha đi bóng vào khu vực 16m50 và bị các cầu thủ nữ Campuchia phạm lỗi trên chấm phạt 11m. Các cô gái Việt Nam đã dễ dàng nâng lên tỷ số 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ở phút 65 của trận đấu, các cô gái Việt Nam đã hưởng một quả đá phạt trước khu vực 16m50 chết dưới góc trái của khung thành các cô gái Campuchia. Và các cô gái Việt Nam, cầu thủ số 7 đã thực hiện một cú sút phạt vào góc cao khung thành và đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và phút thứ 77 của trận đấu, sau một pha bấm bóng vào khu vực 5m50 trước khu vực cầu môn của các cầu thủ nữ Campuchia, thủ thành của nữ Campuchia đã bắt bóng không dính và bóng bật ra ngoài. Cầu thủ số 18 lao vào sút bồi và nâng lên tỷ số 4-0 cho các cô gái vàng Việt Nam. Ở phút thứ 79, tỷ số lại tiếp tục được nâng lên 5-0 cho các cô gái Việt Nam sau một tình huống tạt bóng vào và cô gái Việt Nam đã nâng lên tỷ số 5-0. Và phút 81 của trận đấu, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có một pha đột phá vào khung thành sau cú chọc khe của đồng đội. Cầu thủ số 11 đã đột phá vào khu vực 5m50 và ghi bàn ấn định tỷ số 6-0. Và phút 87, sau một cú sút tuyệt đẹp ngoài khu vực 16m50, tỷ số được nâng lên 7-0 cho các cô gái nữ Việt Nam. Và đó, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết ở kỳ SEA Games 31 tổ chức tại sân nhà.